Chàng trai Ioka bị chê bai thậm tệ trên sóng truyền hình. Nếu không có mẹ cô gái, chắc sẽ bấm nút hẹn hò tham gia chương trình với mong muốn tìm được một cô gái để hẹn hò và tìm hiểu. Hoàng Nguyễn đã không còn chút tự tin nào để bấm nút sau loạt nhận xét chê bai thậm tệ của người mẹ cô gái. Clip màn chê bai thậm tệ của bà mẹ với chàng trai lần đầu hẹn hò cùng con gái mình hẹn ăn trưa đang nhận được sự chú ý khi phát sóng tập 159 có sự tham gia của Lương Hồng Hoàng Nguyễn, 33 tuổi, quê Bình Định. Đang làm hướng dẫn viên chạy Ioka và Tăng Thị Kim Oanh, 35 tuổi, đang làm quản lý nhân sự của một công ty về công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Kim Oanh, Hoàng Nguyễn trong phần tìm hiểu, hẹn hò trên sóng truyền hình. Khi cặp đôi chưa kịp tìm hiểu, trò chuyện thì mẹ ruột của Kim Oanh đã dùng những từ ngữ nhận xét chê bai rất khó nghe. Từ chuyện công việc đến sự nghiệp và cả chiều cao, bà đều lôi ra để nói. Không để chàng trai có cơ hội thanh minh, mẹ ruột của người chơi Kim Oanh cứ thế phủ đầu Hoàng Nguyễn, khiến anh chàng chỉ biết câm nín lắng nghe. Kết thúc, cặp đôi không ai bấm nút hẹn hò. Không biết người mẹ này suy nghĩ gì khi xem lại những phát ngôn của mình. Khi clip được phát sóng, bà mẹ Kim Oanh nhận về rất nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Ném đá, người mẹ bao nhiêu, người ta càng thương cho anh chàng Ioka hiền lành bấy nhiêu. Trước sóng gió dư luận, Hoàng Nguyễn đã lên tiếng và chia sẻ về lùm xùm những ngày qua. Hoàng Nguyễn thừa nhận rằng, anh cảm thấy mất hết tự tin khi nghe những nhận xét quá thẳng thắn của mẹ Kim Oanh. Anh cũng cho rằng, nếu không có sự xuất hiện của bà, có lẽ anh sẽ bấm nút đồng ý hẹn hò và tìm hiểu thêm về người được ghép đôi. Mỗi người có một quan điểm cá nhân và sự lựa chọn riêng, nên tôi hoàn toàn tôn trọng bác ấy. Thật sự lúc quay hình tôi cứng đơ hết từ đầu đến cuối buổi quay, Hoàng Nguyễn chia sẻ. Hoàng Nguyễn không cảm thấy buồn trước những phán xét của người mẹ. Dù nhận về rất nhiều nhận xét chê bai nhưng Hoàng Nguyễn vẫn giữ được thái độ hòa nhã từ đầu đến cuối buổi quay. Khi đọc những bình luận của dân mạng chỉ trích, lên án mẹ Kim Oanh, chàng hướng dẫn viên Ioka mong rằng mọi người hãy ngưng phán xét và ném đá. Bản thân anh cũng không buồn nhiều trước sự việc hy hữu này.